Chiều nay 23 tháng 11, đoạn clip ghi lại tình huống nam học sinh đi xe máy cua ngủ tại ngã ba, ngã sổng xoài ngay trước đầu ô tô được đăng tải lên Facebook khiến cộng đồng mạng lắc đầu chỉ trích. Hiện đoạn clip trên vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên. Theo đó, đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của ô tô hiển thị thời gian khoảng 11 giờ 50 ngày 23 tháng 11. Thời điểm này chiếc ô tô đang di chuyển đến vị trí ngã ba thì bất ngờ phải phanh gấp rút do suýt va chạm với một nam học sinh đi xe máy. Có thể thấy nam sinh này đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cua phải tại vị trí ngã ba nhưng không hề giảm tốc độ và có tín hiệu đèn. Pha đánh lái bất cẩn khiến nam sinh này cùng phương tiện ngã ngay trước đầu xe ô tô, may mắn không xảy ra va chạm. Tuy nhiên điều khiến nam sinh này nhận nhiều chỉ trích hơn cả đó chính là hành động của cậu sau khi ngã xe. Theo đó sau khi nam sinh ngã, tài xế ô tô đã xuống xe để hỏi thăm nhưng nam sinh không nói một lời, dựng xe máy lên rồi tiếp tục nhảy lên xe để rồ ga phóng đi. Nhiều người phải lắc đầu ngao ngán bởi dường như sau cú ngã nam sinh này vẫn không biết rút ngại niệm, vẫn tiếp tục vi phạm giao thông và tài xế liều lĩnh, bất cẩn. Anh về. Trời. A bình luận, đi xe kiểu này không sớm thì muộn cũng có ngày mến tích. Cháu này nhìn chắc cấp 3 là cùng, đi học tài xế ngủ thế này bố mẹ cần chấn chỉnh ngay. Vừa gây nguy hại cho mình vừa liên lụy cho người khác. Lúc dựng xe lên vẫn dùng dằn phóng đi thì tôi biết không rút được chút ngại nghiệm nào rồi. Thanh niên thời nay chán thật anh V. Chả. Giờ giết. Hiện đoạn clip trên vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên.